Tờ Financial Times đưa tin, Nga có quyền tịch thu tài sản của các doanh nghiệp phương Tây không nghe lời và khiến các công ty này khó rời khỏi Nga, trong bối cảnh Moscow tìm kiếm giải pháp trả đũa cấm vận của Mỹ và châu Âu. Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Ông Putin bí mật giáng đòn lên tài sản của phương Tây, chiều cây gậy và củ cà rốt bắt đầu. Tổng thống Serbia ca ngợi ông Putin dẹp loạn Wagner. Nga trang bị tính năng để xe tăng có thể tàng hình trên radar của Ukraine. Đối phó cấm vận từ phương Tây, Nga đẩy mạnh sản xuất máy bay nội địa. Điện Kremlin vào hồi tháng 6 đã bí mật ra lệnh ban hành luật cho phép tịch thu tài sản của phương Tây với giá ưu đãi và đang thảo luận các biện pháp thậm chí còn hà khắc hơn để quốc hữu hóa hoàn toàn các tập đoàn này. Nguồn tin cho biết, nhóm cố vấn kinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn vấn đề quốc hữu hóa sẽ là một phần của cách tiếp cận cây gậy và củ cà rốt nhằm trừng phạt các nước phương Tây đã tịch thu tài sản của Nga và trao thưởng cho các nước tuân theo luật chơi của Điện Kremlin. Tờ báo Anh cho biết, xác lệnh bí mật của Kremlin, mà tờ này nắm được nội dung sẽ trao cho nước Nga quyền ưu tiên mua bất kỳ tài sản nào mà phương Tây đang giao bán với giá chiết khấu sâu để có thể bán lại kiếm lời. Xác lệnh của ông Putin đã được gửi tới nội các của ông và được ký ngay sau đó, cũng yêu cầu tất cả những công ty tư nhân của Nga mua tài sản phương Tây, phải là công ty 100% có vốn trong nước hoặc đang trong quá trình loại bỏ các nguồn vốn nước ngoài. Yêu cầu này làm phức tạp thêm thủ tục rời khỏi Nga của các công ty này trong tương lai. Theo các tiêu chí lần đầu tiên được công bố vào tháng 12 năm 2022, các công ty phương Tây được yêu cầu giảm giá cho người mua của Nga ít nhất là 50% giá trị tài sản và đóng góp tự nguyện vào ngân sách từ 5 đến 10% giá thỏa thuận. Phát ngôn viên của tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov nói rằng các nhà đầu tư và các công ty phương Tây rất được chào đón ở Nga, nhưng lưu ý rằng một số công ty khác đã quyết định rời khỏi Nga trong tình trạng thua lỗ nặng. Theo ông Peskov, nếu một công ty không thực hiện nghĩa vụ của mình thì tất nhiên nó sẽ bị xếp vào loại công ty kém. Chúng tôi sẽ nói lời tạm biệt với các công ty này và việc chúng tôi làm gì với tài sản của họ sau đó là việc của chúng tôi. Những người liên quan đến các công ty phương Tây rời khỏi Nga nói rằng động thái của Điện Kremlin mở ra một chiếc hộp Pandora chắc chắn sẽ củng cố sự kiểm soát của nhà nước Nga đối với nền kinh tế. Những người thân cận với Tổng thống Putin đã tranh luận về việc quốc hữu hóa các công ty phương Tây kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine bắt đầu. Vào tháng 4 năm 2023, Nga đã tiếp quản các công ty con tại địa phương thuộc hãng Fortum của Phần Lan và Juniper của Đức. Động thái này được cho là để đáp lại việc phương Tây tịch thu các tài sản của Nga ở nước ngoài. Quyết định của Điện Kremlin là dành riêng cho hai công ty nói trên. Trong khi cân nhắc khả năng mở rộng cách tiếp cận như trên đối với hàng nghìn công ty khác của phương Tây ở Nga, Kremlin sẽ theo dõi xem điều gì sẽ xảy ra đối với khoảng 300 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng ở phương Tây. Theo Financial Times, các quan chức kinh tế Nga lo lắng về việc mất đi vai trò quan trọng mà các doanh nghiệp phương Tây đóng góp trong nhiều lĩnh vực kinh tế của đất nước. Điện Kremlin cũng sốt sáng tìm kiếm các nguồn thu nhập mới cho ngân sách trong bối cảnh doanh thu từ xuất khẩu năng lượng giảm và chi tiêu quân sự tăng khiến cho thâm hụt ngân sách lên tới 42 tỷ USD trong năm nay. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabilina là một trong những người có vai trò lớn trong việc hạn chế các công ty nước ngoài rút vốn và cảnh báo các công ty về việc quốc hữu hóa. Ngân hàng Trung ương Nga lo ngại rằng dòng vốn nước ngoài tháo chạy có thể làm suy yếu đồng rút và hạn chế các lựa chọn cho những nhà đầu tư của Nga. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov đã ủng hộ việc các công ty phương Tây rút lui như một cách để tăng thêm doanh thu cho ngân sách. Financial Times chỉ ra, các quy tắc, theo xác lệnh của ông Putin, cũng yêu cầu chủ sở hữu mới phải niêm yết 20% tài sản trên thị trường chứng khoán Nga. Một nhà quản lý doanh nghiệp phương Tây cấp cao ở Moscow đánh giá, Nhìn chung, Nga không muốn các công ty rời đi. Ngược lại, họ muốn việc các công ty này rời khỏi Nga trở nên phức tạp hơn. Đồng thời, họ muốn khuyến khích hành động tốt từ các doanh nghiệp. Tổng thống Serbia Vucic ca ngợi lập trường cứng rắn của người đồng cấp Nga Putin đã giúp ngăn chặn cuộc nổi loạn của Wagner trở nên tồi tệ hơn. Tổng thống Nga Putin đã ngăn chặn cuộc nổi loạn bằng bài phát biểu hùng hồn với lập trường cứng rắn và mạnh mẽ. Thời nay không ai khác có thể ngăn chặn cuộc nổi loạn đó như ông Putin đã làm, tổng thống Alexander Vučić nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Pink của Serbia. Bình luận của ông Vučić đề cập đến việc Trung Wagner Prigozhin vào ngày 23 tháng 6 đăng loạt thông điệp cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng chỉ đạo thực hiện vụ tập kích tên lửa nhắm vào trại huấn luyện của Wagner, gây thương vong lớn. Quân đội Nga bác bỏ điều này Prigozhin sau đó điều hàng nghìn tay súng từ chiến trường Ukraine vượt qua biên giới Nga tiến vào tỉnh Rostov. Đến sáng ngày 24 tháng 6, Wagner tuyến vào thành phố Rostov-on-Don, thủ phủ của tỉnh Rostov, kiểm soát trụ sở quân khu miền nam nước Nga. Lực lượng nước này cũng đã tiến tới thành phố Voronezh và Lipetsk ở phía nam thủ đô Moscow, khiến Nga mở chiến dịch chống khủng bố tại đây để đối phó. Trong bài phát biểu trước toàn quốc, ông Putin mô tả hành động của Wagner là phản quốc, là đâm sau lưng đất nước và người dân Nga, đồng thời tuyên bố sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Lãnh đạo Nga nhấn mạnh với tư cách tổng thống và tổng tư lệnh, ông sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ đất nước. Mọi chuyện kết thúc nhờ phản ứng mạnh mẽ từ tổng thống Putin, rất kiên quyết, rõ ràng và đúng chỗ. Tổng thống Vui Xích nói, thêm rằng tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng đóng góp vai trò quan trọng trong việc giải quyết tình hình. Tổng thống Serbia đồng thời cáo buộc các cơ quan tình báo nước ngoài có thể cũng đã đóng vai trò trong âm mưu nổi loạn của Wagner nhưng không nêu chi tiết. Chúng tôi không ủng hộ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Mỹ hay bất cứ quốc gia nào khác thay đổi quyền lực phải thông qua bầu cử. Tôi không muốn nói những ai ở bên ngoài liên quan đến sự việc này, nhưng tôi biết chắc là có. Ông Vucic cho hay. Nga thông báo sẽ trang bị cho các xe tăng đang hoạt động ở Ukraine một lớp ngụy trang để giúp những vũ khí này trở nên vô hình trước radar và thiết bị ảnh nhiệt của Ukraine. Viện nghiên cứu thép, đơn vị thuộc nhà thầu quốc phòng Kalashnikov thông báo bắt đầu cung cấp cho các lực lượng vũ trang Nga lớp ngụy trang mới NAKIKA cho các xe tăng đang tham chiến ở Ukraine. Theo nhà phát triển, lớp phủ này giúp bảo vệ các phương tiện bọc thép hạng nặng khỏi các thiết bị quan sát của đối phương. Bản chất lớp ngụy trang này là vỏ bọc bằng vải có thể bao phủ hầu hết thân xe tăng và tháp pháo. Điểm đặc biệt của tổ hợp ngụy trang này không nằm ở màu sắc mà nằm ở chính chất liệu chế tạo ra. Viện nghiên cứu thép chưa hé lộ thông tin cụ thể về vật liệu chế tạo ra lớp ngụy trang, nhưng cho biết nó giúp cho xe tăng gần như trở nên vô hình trước các thiết bị quan sát ảnh nhiệt và radar của Ukraine. Hiện tại cả Nga và Ukraine đều triển khai máy bay không người lái với các thiết bị chụp ảnh nhiệt. Khi tác chiến trong đêm tối, các camera này có thể phát hiện bất kỳ vật thể nào tỏa ra nhiệt. Chính phủ Nga có kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD để phát triển máy bay nội địa thay thế Airbus và Boeing. Nga đang có kế hoạch mở rộng sản xuất một loại máy bay chở khách có thể trở thành máy bay chủ chốt cho các hãng hàng không nội địa. Nhật báo kinh doanh RBK dẫn lời thủ tướng Mikhail Mishustin Chính phủ sẽ đầu tư gần 42 tỷ rúp, tương đương 500 triệu USD vào việc cải tiến và sản xuất máy bay Tupolev TU-214. Thủ tướng Mishutin thông báo trong chuyến thăm một nhà máy hàng không vào tuần trước. TU-124 là máy bay hai động cơ thân hẹp hiện đại với tầm bắn 650 km và sức chứa là 210 hành khách. TU-214 ra mắt vào năm 1996 để thay thế TU-154 loại máy bay được sử dụng rộng rãi nhất ở Liên Xô và Nga kể từ những năm 1960 đến đầu những năm 2000. Nga đã nỗ lực phát triển một loại máy bay thay thế máy bay nhập khẩu kể từ khi phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine. Hai nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới là Boeing và Airbus đã buộc phải ngừng cung cấp phụ tùng và bảo trì hỗ trợ kỹ thuật cho các hãng hàng không hoặc công ty bảo trì ở Nga. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga, Alexander Nerako khẳng định máy bay Boeing và Airbus do các hãng bay Nga vận hành vẫn đủ khả năng hoạt động an toàn cho tới năm 2030 nếu được bảo trì đúng cách. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.